Thiết kế đẹp, trẻ trung là ấn tượng đầu tiên đối với người dùng khi nhìn thấy OPPO Reno11 F 5G. Chiếc smartphone phân khúc tầm trung được OPPO ra mắt tại Việt Nam trong sự kiện Phân Muôn Nét ở thành phố Hồ Chí Minh sáng ngày 7 tháng 3, 2024. Sau khi cho ra đời hai phiên bản đầu tiên của dòng Reno 11 Series là Reno 11 và Reno 11 Pro tại thị trường Trung Quốc tháng 11 năm 2023 và thị trường quốc tế tháng 1 năm 2024. OPPO đã đưa ra thêm phiên bản Reno 11F vào tháng 2 2024. Đây chính là phiên bản Reno 11 chuyên gia chân dung dành cho giới trẻ, chữ F viết tắt của chữ Fun, tức là vui vẻ. Ngoài câu chuyện chuyên gia chân dung ra thì lần này sản phẩm của chúng tôi sẽ mang đến một cái tinh thần mới mẻ hơn và tập trung nhiều cho các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn Gen Z, những người rất thích sáng tạo nội dung. Với Reno F lần này thì chúng tôi đã tập trung hoàn toàn vào cho cái đối tượng là nhà sáng tạo của những trẻ, cụ thể là đối tượng Gen Z. Cho nên là những cái đối tượng này thì họ sẽ thích những cái gì đó nó vui vẻ và nó có tính sáng tạo cao. Cho nên thì mọi người sẽ thấy ở bên tay phải của trường là một cái backdrop rất là sáng tạo đi kèm với một cái slogan cực kỳ vui, và với một cái tinh thần mới là Playbook Quadray thì OPPO Reno F sẽ mang đến cho người dùng rất nhiều trải nghiệm thú vị, và chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu hơn về dòng sản phẩm mới là OPPO Reno F 5G. Thì với dòng sản phẩm mới này thì điểm mạnh nhất ở trên sản phẩm đó chính là phần thiết kế. Mọi người sẽ thấy là thiết kế mới của OPPO Reno F sẽ có tổng cộng là 3 màu sắc khác nhau, và 3 màu sắc này đều được lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Màu sắc đầu tiên đó chính là màu xanh đại dương. Với màu xanh dương này thì chúng ta lại có thêm một câu chuyện nữa khá là thú vị, đó chính là tại sao sau mỗi dòng sản phẩm điện thoại OPPO lại đổi rất là nhiều màu, và thậm chí là những cái màu này nó lại không có đi theo một cái chuẩn nào hết. Có thể là Reno 10, Reno 11, Reno 11F nó sẽ có những màu sắc khác nhau. Thì quay ngược trở lại hiện tại, chúng ta đang ở trong giai đoạn là mùa hè, và cho nên là thời tiết ở ngoài trời thì khá là nắng nóng. Nhưng mà với bộ ba màu sắc mới của Reno 11F được lấy cảm hứng từ thiên nhiên, thì với màu xanh đại dương nó sẽ cho chúng ta một cái cảm giác là mát mát hơn. Thậm chí là nếu như chúng đang đứng ở trên những cái backdrop như thế này thì mọi người thấy cầm thêm một chiếc Reno 11F nữa, chúng ta đang có cảm giác giống như là đang đứng trên một bãi biển, đúng không? Và như vậy thì nó sẽ không làm cho chúng ta cảm giác là bị nóng mắt khi sử dụng những mẫu điện thoại có tông màu nóng. Và một màu sắc của Reno 11F nó cũng được lấy cảm hứng từ các vân sóng biển, mà vân sóng biển thì trong giai đoạn mùa hè này thì chúng ta lại cực kỳ thích nữa. Vì vậy những dòng sản phẩm Reno thì OPPO luôn luôn nghiên cứu rất kỹ về thói quen của người dùng. Vào giai đoạn cuối năm là giai đoạn thời tiết có hơi lạnh một tí thì những màu sắc của Reno nó sẽ thiên hướng là ấm để cân bằng trạng thái cảm xúc của chúng ta. Màu tiếp theo đó là màu tím. Thì màu tím này nó sẽ được lấy cảm hứng từ vụn kim cương và san hô, cho nên là các anh chị sẽ thấy ở đây nó sẽ có một cái hưởng lấp lánh, người trang nhã và người sang trọng. OPPO cũng hiểu rằng một mặt lưng nó đẹp thì không chỉ ở màu sắc mà nó phải đẹp ở phần camera. Thì với Reno 11F 5G chỉ là một chiếc máy tầm trung thôi, nhưng mà OPPO lại tập trung rất nhiều cho phần camera này, khi OPPO đã phát hai đường CC sáng bóng trên hai cụm camera để giúp nó có một cái họa tiết đường tròn tâm. Khi mà nghiêng máy theo ánh sáng thì cái đường tròn này nó sẽ thay đổi và nó tạo nên một cảm giác rất sang trọng trong cả mặt lưng của OPPO Reno 11F 5G. Và màu sắc cuối cùng đó chính là màu xanh đen. Màu này thì nó không quá nổi bật, không quá lấp lánh như màu tím hay là màu xanh dương, nhưng mà nó sẽ theo thiên hướng là tinh tế, mạnh mẽ để có thể phù hợp với đại đa số người dùng hơn. Và bên trên là ba màu sắc: màu xanh dương, màu tím và màu xanh đen, là những màu sắc rất là nổi bật. Nhưng mà OPPO cũng hiểu rõ rằng một người dùng khi mà sử dụng điện thoại thì họ cũng phải quan tâm đến nhiều yếu tố khác, trong đó cảm giác cầm nắm là yếu tố rất là quan trọng. Bởi vì dù gì điện thoại đẹp mà chúng ta cầm nắm không thoải mái thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến trải nghiệm của chúng ta. Với Reno 11F 5G là một chiếc điện thoại tầm trung thì có hai thông số rất nổi bật ở trên phân khúc. Thứ nhất là trọng lượng của máy chỉ là 178 gram, và thứ hai là độ mỏng nhất chỉ là 7.54 mm. Nhưng mà mọi người sẽ thấy là có một phần viền là viền vuông, mà thiết kế viền vuông cổ điển ở trên Reno F nó sẽ mang đến cho chúng ta một cảm giác cầm nắm nó sẽ chắc tay hơn là so với viền bao góc. Gỗ giữa màn hình trên thân máy của chiếc điện thoại này lên đến là 93,4%, là một số rất cao của phân khúc. Một pain point nữa mà OPPO có thể thấy trên thị trường đó chính là chúng ta đã có một chiếc điện thoại đẹp rồi, nhưng mà người dùng cần sử dụng nó trong một khoảng thời gian lâu dài, cho nên OPPO cũng nâng cấp thêm cái tiêu chuẩn là kháng nước kháng bụi IP65. Với tiêu chuẩn này thì máy có thể chống chọi dưới trời mưa trong vòng 60 phút và có thể ngâm mình trong nước khoảng 3 phút, và đây là trong điều kiện tiêu chuẩn của IP65. Ngoài ra